Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình đang có mặt tại vườn của anh Hội thuộc xã E Tam, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì với tình trạng thì mình đang quay trên clip cho bà con xem á, và hiện trạng cây mắc ca thì hầu như tất cả clip bây giờ mình quay bà con rất nhiều, thì cây mắc ca đang hiện trạng là bị khô hoa. Cái lý do để khô hoa như thế này thì vườn của anh Hội á, thứ nhất là cây đang bị nấm bệnh rất là nhiều. Cái thứ hai là anh bỏ lâu nay không có tưới nước, dẫn đến tình trạng là hoa khô rất là nhiều và khô đồng loạt. Thì hiện trạng mình sẽ đi thăm toàn vườn và đưa ra các biện pháp khắc phục cho con nông dân chúng ta. Hiện tại cây mắc ca của anh á, thì trong vườn có trồng có WN, OC, thì hai giống đó là hai giống chính, và có thêm một số giống khác nữa, cũng có A38. Cây cũng 12 năm tuổi rồi, và có một số cây 8 năm, 6 năm, nói chung là trong vườn nhiều cây, nhiều năm tuổi. Thì cây của anh thật sự nếu mà chăm sóc đầy đủ và tưới nước nhiều á, đầy đủ, chế độ phân bón đầy đủ, thì mình thấy đậu rất là nhiều. Thứ nhất là lứa trái trước, lứa hoa trước đậu rất là nhiều, nhưng đến lứa hoa sau này á, thì anh chia sẻ là anh không có tưới nước, cũng không xịt gì luôn, dẫn đến tình trạng là hoa của anh á đang bị khô rất là nhiều, và tình trạng nấm này cũng rất là nhiều. Thật sự đối với bà con nông dân chúng ta, cây mắc ca hiện trạng đối với những năm 2020 trở về đây, 21, 23 thì giá thành và cái việc chăm sóc đầu tư của bà con nông dân chúng ta rất là mạnh, nhưng về cái kỹ thuật thì rất ít bà con nông dân chia sẻ cho mọi người, và ít người đã chia sẻ cho bà con nông dân chúng ta để tìm ra các cái phương án khắc phục và chăm sóc cho hiệu quả. Thì hôm nay clip này mình đi quay toàn vườn, thăm vườn, kiểm tra vườn, và mình đưa ra cái phương án khắc phục để cho những bà con nông dân chúng ta vườn đang hiện tại còn hoa thì bà con có thể tham khảo và áp dụng vào vườn chúng ta cho hợp lý. Cái thứ nhất, nếu hiện trạng hoa bà con nông dân chúng ta giống như trên clip mình quay con xem á, có hiện trạng khô hoa và rụng hoa rất nhiều, thì hiện trạng đầu tiên bà con kiểm tra, thứ nhất là nước tưới, bà con có tưới nước hay không. Như đối với vườn của anh Hội á, thì lâu nay anh không tưới nước, thì anh cũng nghe mang máng bà con nông dân một số người chia sẻ là không cần tưới cũng vẫn đậu, nhưng mà khi anh không tưới thì hoa héo rất là nhiều. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là phun dưỡng hoa, dây cuống hoa thì anh cũng không phun, hay gọi là canxi bo và một số chế phẩm sinh học điều tiết qua hoa để giúp cho hoa chúng ta thụ phấn tốt và dai và đậu hoa, anh cũng không phun. Và cái vấn đề thứ ba nữa là xử lý nấm bệnh và côn trùng chích hút, thì anh chia sẻ lâu nay anh cũng không phun côn trùng chích hút và cũng không xử lý nấm bệnh. Thì đó là tất cả các yếu tố và vấn đề mà làm cho cái vườn mắc ca của anh đó, khô hoa, rụng đồng loạt và rụng rất nhiều. Thì mình khuyến cáo và chia sẻ với con đó, khi mà công tác mình đi thăm vườn như thế này, mình kiểm tra rất là chi tiết và cụ thể và đưa ra các cả phương án cho con nông dân ta. Từ cái việc kiểm tra từng cuống hoa có hiện trạng gì thì mình cũng chia sẻ luôn với nhà vườn và chia sẻ luôn bà con ở thực tế trên clip này. Khi bà con đối với những cây mắc ca nhiều năm tuổi này á, thì cái tỷ lệ đậu trái cũng rất là dễ và tỷ lệ kháng bệnh cũng rất là cao. Nhưng cái nhạy cảm nhất là cái hoa mắc ca của chúng ta, bà con không xử lý thì dẫn đến tình trạng sẽ không bao giờ đậu. Khi bà con xử lý ba yếu tố mình nói trên thì cây mắc ca chúng ta ra hoa sẽ nhị, hình thành trái non rất là dễ. Thì trên vườn lượng hoa cũng còn được 30-40% lượng hoa. Mình đi quay rất là chi tiết cụ thể cho con xem á. Thì cây mắc ca này thì sau khi xử lý các phương án trên thì mình cũng khuyến cáo cho anh là phun thuốc nấm bệnh và xử lý dưỡng hoa và cuống hoa, chống rụng hoa luôn. Sau khi tưới nước và cần phải phun xử lý khắc phục trong vòng 2 lần cách nhau 7 ngày thì chúng ta sẽ sau 7 ngày, sau 3 ngày chúng ta phun, chúng ta bắt đầu tiến hành ra kiểm tra hoa, lắc rung cánh hoa nhẹ, kiểm tra hoa có tỷ lệ giảm rung, giảm rụng hay không. Đó là vấn đề cơ bản mình chia sẻ với con. Thì vườn này anh trồng sen cà phê nên cái vấn đề đi kiểm tra vườn á, mình sẽ quay rất là chi tiết cụ thể cho con nông dân chúng ta. Thì cái việc này thì hầu như bà con nông dân chúng ta ít có vườn nào
mà bà con dân ta trồng rạc mắc ca, đa số là một con trồng sen canh, tiêu, cà phê, sầu riêng và một số cái trồng khác. Thì qua đó công tác chăm sóc vườn và tưới nước sẽ rất khó cho con, nên sau này nếu bà con có điều kiện thì bà con có thể lắp tưới nhỏ giọt cho tiện lợi. Cái thứ hai nữa, bà con phải làm cành thông thoáng, chăm sóc và những cái cây cà xung quanh bà con có thể cắt bỏ để cho cái việc bón phân giữ ẩm nó hiệu quả, tránh tình trạng một số bà con ta bón phân theo cà. Thì cây mắc ca chúng ta ăn hấp thụ vào sẽ thừa dinh dưỡng và rụng trong giai đoạn này. Đó là vấn đề cơ bản mình chia sẻ với con. Thì cái việc nấm này hầu như là trong giai đoạn năm nay tất cả các vườn mình đi, mình chia sẻ với con hầu như bị rất là nhiều. Thì qua đây clip này mình quay rất là chi tiết cụ thể cho con xem về toàn bộ cái vườn để con tham khảo và chăm sóc cái vườn chúng ta hợp lý. Và trong giai đoạn mình nhắc nhở lại cho bà con là trong giai đoạn này bà con tuyệt đối không bón phân gốc cho mình. Một số bà con hay bón ure hay NPK cho cà phê á, dẫn đến tình trạng mắc ca chúng ta hấp thụ thừa dinh dưỡng cũng rụng hoa rất là nhiều. Còn cái vườn này hoa thật sự rất là nhiều, khi mình quay này cũng bà con cũng sẽ không thấy được, vì trên cây cao nên tỷ lệ hoa bà con sẽ không có thấy. Nhưng cái việc kiểm tra mình cũng kiểm tra rất là chi tiết cho con xem về toàn bộ cái lượng hoa ở trên cây này. Vì cây mắc ca này thật sự á, một số trái trước đậu rất là nhiều, nên mình sẽ cập nhật thêm một clip nữa cho con xem cũng vừa nội. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ luôn cập nhật tất cả các video bên cây mắc ca sớm cho con dân ta xem và áp dụng vào vườn cho hiệu quả và năng suất cao, để rút kinh nghiệm cho năm sau và một số năm sau nữa, để con làm một cái vườn mắc ca hiệu quả hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.